Xin chào các bé, hôm nay chúng mình sẽ cùng học nhận biết con vật nhé. Đây là con gì? Đây là con gì? Con gà. Con gà. Con gà có mấy chân? Con gà có mấy chân? Hai chân. Màu con gà màu gì? Màu con gà màu gì? Màu đỏ. Màu đỏ. Con gà này đang làm gì? Con gà này đang làm gì? Tìm thức ăn. Tìm thức ăn. Con gà này đang làm gì? Con gà này đang làm gì? Đẻ trứng. Đẻ trứng. Đây là trứng gà. Trứng gà. Con gà này đang làm gì? Con gà này đang làm gì? Ấp trứng. Ấp trứng. Đây là chú gà con. Gà con. Bài học của chúng mình hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Hãy đăng ký kênh để theo dõi các bài học tiếp theo nhé.